Rồi, hôm nay ông anh có nhờ mình quay đăng bán giùm cái máy tàn heng nha anh em. Này thì hiệu IC6 nha. Này giờ mua về dùng để đi trạt là ok nha anh em. Đến quay chi tiết nha. Cốc đuôi còn rất là vuông cạnh nha. Này ít chạy nè, chạy nhiều nó sẽ bị mòn cốc đuôi. Nước sơn rin nè, vẫn còn ha. Này có hai đời nha anh em. Đời này là đời dễ xài hơn nè, là có cây bù rong trọt ngang. Còn ở dưới thì hai con ốc dặn thẳng vô nè. À, ngon ngon hơn cái loại mà hai cây bù rong sọt ngang ha. Mỏ rồi rồi còn trứng cáp nha. Hai bên cốt hai bên đều đẹp hết nha. Rãnh rãnh ba da còn rất là dày nha anh em, là ít chạy nha. Rãnh thôi mà nó bén như lá lúa coi như là chạy nhiều. Số súng là ok nha anh em. Này thì nước sơn nghĩa địa luôn nha, nước sơn riêng. Nói chung dàn đuôi này là của dân dùng nha, nhưng mà còn nước sơn riêng chứ không phải là bãi đâu. Đây về than hết rồi thì Này thì không có dây thắng nha anh em. Anh em về gắn dây thắng vô ha. IC6 nha. Này mua về đi trạt ngon ha. Này anh để trong nhà cũng hơi tối nha anh em, bắt đèn rồi còn hơi tối á, nên không có quay mé trong vách này được nhiều ha. Là mé trong vách á. Rồi anh bán cái đuôi này giá bao nhiêu anh? 3,5 triệu ha. Rồi anh bán cái đuôi IC6 này giá 3,5 triệu nha anh em. Xíu mình để số điện thoại ảnh lên tiêu đề, anh em liên hệ trực tiếp ngay cái chủ của cái dàn sườn này nha. Mình chỉ đăng bán giùm ảnh thôi. Nha, nếu anh em có thiện chí thì alo nhanh tay nha. Rồi, xin chào và tạm biệt anh em.